Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành AZ đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Primitive Brother, con người và khủng long nhé. Và nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video được 1000 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Primitive Brother. Anh em hãy like ngay cho mình bây giờ nha. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào, let's go. Thì mình chuẩn bị mình lên đời mới nha bạn. Ui, yeah yeah yeah. Đây thì mình đã có hai cái này xong rồi. Còn hai cái này thì nó quá đơn giản. 13.301 và 13.301 rồi. Ô, hai cái này sao bằng nhau thế nhỉ? À, không phải cái này là yêu cầu anh em ạ nhá. Chúng ta sẽ lên đời nào. À từ từ, chưa lên đâu. 13.301 đúng không anh em? Cái này anh em chỉ có đánh boss thôi, là tăng cái điểm rất nhanh. Chứ anh em có cả cắm cả đêm, cả sáng cũng chẳng bao giờ được. Mình đảm bảo với anh em như vậy đấy. Cắm cả đêm cũng không bao giờ lên được bằng này tiền. Chúng ta chỉ có đánh boss thôi. Đánh boss nhiều à. Game này chỉ có đánh boss cho anh em, cho mình. Cứ đánh boss thôi. Ôi dồi ôi, 13.000 cơ. Chết tôi rồi. Từ trước này tôi cũng không nâng cái này anh em ạ. Bây giờ nó có 12.000 thôi. Nó vẫn ở cái đời cũ nhất đấy, từ ngày xưa anh em. Anh em nhớ. Từ từ nha, để xem cái tiếng nó có to quá không, làm khiến anh em nó khó chịu không nha. Rồi mình sẽ là 12.500 bao nhiêu đây? 590, 12.600. Wow. Level có vẻ rất cao, 12.700. Đang lên. Đang lên level cao nhất có thể. 12.800. 12.850, 70, 80, 90, 100. Rồi, mình đang cho lên 10 mấy ngàn gì đấy. 13.300 luôn anh em. Tiền vẫn còn rất nhiều. Anh em nhìn cái sỏi của mình nó không hết được bao nhiêu cả kìa. Mình vẫn còn hơn 400 sỏi. Vãi đại. 400.x sỏi nha anh em, chứ không phải 400 sỏi thường đâu. Mấy cái này lên cực kỳ dễ. Có hai cái đầu tiên là cực khó rồi nha. Có hai cái đầu tiên là 301. Rồi chưa? Thấy chưa? Chỉ có hai cái đầu tiên là cực kỳ khó lên. Đấy. Cái người mình và cái con người yêu ấy là khó lên, còn mấy cái vớ vẩn này thì thoải mái đi anh em ơi. Nhưng mà như thế này thì sẽ không cày được đồ. Không sao. Thật ra là không vấn đề gì quá lớn đối với mình cả. Chắc chắn là như vậy rồi. 50, 70, 80, 90, 100, 12.300. Hiện tại đang 12.300 bao nhiêu ở đấy. Chúng ta đang cho lên rất cao, cho lên rất là cao luôn. 12.400, 500. Chúng ta cũng sẽ lên cấp anh em nha. 12.600 bao nhiêu đây. Mình chỉ cần 13.000 bao nhiêu thôi. 13.300 bao nhiêu ấy là hợp lý nhất rồi. Cố lên nào. 2.800 rồi. Đang lên. 2.900. 13.300 cơ mà. Lâu thế nhờ, chưa mất gần khoảng 4 phút mà chưa lên đời anh em ơi. Cái cú đấy, chưa lên đời nha. 12.000 rồi, sắp rồi. Cái giây phút sắp lên rồi anh em ơi. Chuẩn bị lên đời rồi. Cầy hôm nay cầy khoảng cũng không lâu lắm, mình cầy khoảng tầm một tiếng là xong hết tất cả. Úi xời ơi, hơi quá rồi nhé. Nghiên cứu để lên đời nào. Holy shit, chúng ta lên đời nào bạn ơi. Cuối cùng thì tôi cũng ôi trời, từ sorry anh em, tôi bật nhầm cái YouTube lên. Nhục như con cá nục. Đấy rồi, đời hiệp sĩ anh em ạ. Một người đàn ông sống sót qua nhiều chiến trường và lập được nhiều thành tích được gọi là hiệp sĩ. Anh đã cố gắng trở thành một hiệp sĩ gì đó. Và tiếp theo đời paladin anh em ạ. Ui. Hiệp sĩ vĩ đại đời 21. Yeah boy. Nhìn trông chất lượng vãi cả chuồng anh em ơi. Nice. Cho kiểu gì có tóc mới, có mặt mới cho mà xem. Đảm bảo đấy. Ngon rồi đấy anh em, thấy được không? Yêu cầu. Một tóc giả, à thôi, cái này để mai đi anh em.
mai mình xem để lấy bộ tóc giả cho anh em. Ơ không, thật ra thì mỗi ngày nó sẽ là bộ tóc giả riêng đấy. Bộ tóc giả có thể lấy thoải mái con gà mái được anh em. Úi xồi, game nè. Game nè. Ok, hình như chưa mắc cái trứng đúng không? Cái trứng ở trong này đúng không? Thể lực chưa. Cải tiến này, cho có 75 trứng. 22. 23. 24. 25. Rồi ôi, như vậy là tôi đã mắc tất cả các thứ rồi. Điều khỏe dã man đấy anh em ạ. Đấm bọn nào là chết bọn đấy luôn. 13.000. Chúng ta sẽ sử dụng cái X này. Mình sẽ dùng đến tầm khoảng 200X rồi mình bắt đầu là mình nhả ra là hợp lý nhất. Mình nghĩ là tầm 200X là đẹp nhất. Úi giời, 196 nha anh em. Lên. Rồi, rất là nhiều, ok. Đã xong rồi đấy. Mình đang khoảng tầm 209D nha. Sức mạnh rơi vào tầm khoảng 209D và nó thật sự là dễ đối với mình, yeah. Con hà mã vẫn khỏe, vẫn rất khỏe. Cho đánh cố gắng đánh nhiều boss, càng nhiều boss càng tốt anh em, lại kiếm thêm sỏi thôi. Cuộc đời chỉ có loanh quanh luẩn quẩn mấy cái đấy thôi, không có gì nhiều hơn cả. Chắc chắn luôn. Boss đó chính là con sói. Gao sói bạc này, yeah. Chúng ta được một vài thứ điểm gì đó. Ok nhá, trận chiến này anh em. Sóng rỡ. Tan 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 tan. Ok, chúng ta sẽ sang cái sân khấu Brachiosaurus gì đấy, rất đẹp ở bên này. Ui, wow. Cái thanh này nó rơi xuống cực nhanh luôn anh em ạ, được chứ nhỉ. Yeah. Rồi chúng ta đánh con gì đây, con chuột anh em ạ. Tiếp theo là một con chuột rì đó. Tan 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 tan, chết mày đi cưng ơi. Chúng ta đã phi và lấy được hết tất cả những cái sỏi sủng các kiểu, có là điều gì đấy. Chú yêu em vãi cả đạn. Thấy có thanh niên nào ở đây đây, bó tay chấm com luôn anh em ơi. Mình cũng không hiểu là như thế nào luôn. Khá là buồn cười. Chú yêu em. Dị vãi cả trường anh em ạ. Nào bạn ơi đánh thôi. Ông chủ tiếp theo là chúng ta. Mấy con này nói chung là không có gì là khó khăn với mình cả. Mình giết nó rất là dễ và rất là nhanh nhá. Không có bất kỳ gì gọi là bất kỳ một cái sự khó khăn nào đối với chúng ta cả. Brachiosaurus. Parasaurus anh em ạ. Mấy con boss này bây giờ mình đấm rất dễ anh em ơi. Cực kìa dễ luôn. Rồi, hôm nay mình cũng sẽ đánh nguyên boss cho anh em xem. Để mong một ngày nó sẽ tiến hóa lên thành một cái con gì đấy. Ok. Con rắn thì cũng rất là yếu thôi. Không khỏe gì cả. Nó kiếm được rất là nhiều cái X anh em thấy không? Và anh em đi càng xa thì sẽ kiếm được càng nhiều game nha. Wow, man. Xịn thật sự luôn. Bắn trưởng các kiểu là điều. Anh em đợi một tí nha. Nghe tí điện thoại đã. Sorry anh em nhá, quay trở lại rồi đây. Hello đã. Hello. Mọi người nhớ tôi không? Nhớ tôi không? Tôi không. Để xem nào.
Nói chung mình cũng khá là nổi tiếng trong cái cộng đồng Primitive Brother đấy. Chắc là có lẽ là ở cả Việt Nam hoặc là trên thế giới là mình là người vẫn đang chơi tựa game này. Và đang làm YouTuber về cái này. Rất là hiếm người chơi trò này luôn. Chẳng ai luôn ấy. Có mình hay tìm những cái tựa game hay hay vui vui để làm cho anh em xem thôi. Ok. Chiến đấu với con anh trai của Nano Tyrannus. Nói chung là bọn này vẫn có thể là hạ được trong vòng một nốt nhạc. Yeah, boy. Mình cần lên đời 2000. Trận chiến anh em ơi. Ui. Mấy con này bây giờ nó full giáp rồi anh em ạ. Không còn cái bộ phận nào trên người nó không có giáp nữa. Bây giờ tôi xong được cái phần cơ bắp rồi thì chắc là tôi sẽ chuyển sang đó chính là cái hộp ABC gì ấy, hộp gì nhỉ? Hộp phụ kiện. Nhẫn xong vòng cổ rồi các kiểu. Nhiều thứ lắm. Nhiều thứ để chúng ta chiến lắm anh em ạ. Yeah. Spinosaurus. Hello baby. Giết luôn. Đấm luôn. Không có gì là phải xoắn ở đây cả, xoắn cuội ở đây cả. Lên. Chúng ta sẽ có trận chiến tiếp theo. Đấm nhau với một con boss. Ôi ôi. Ông nội xạ hương ngưu. Hổ. Lý boy. Ông nội xạ hương ngưu là con méo gì vậy? Nhìn trông dị vậy. Tên ấy, tên của nó dịch ấy anh em, nó ngáo ấy. Thật ra là tên thật thì nó không ngáo thế đâu, nhưng mà cái tên nó dịch ra ấy, ngáo thật sự luôn. Gấu Bắc Cực. Monster Kingdom name 18. Con gấu này bây giờ nó được full giáp rồi anh em ạ. Nhưng mà nó không... Cái đứa con gái của mình đang có cảm giác nó đang yếu nha anh em. Nó đang cần rất nhiều cái thể lực ấy. Mình nghĩ là sẽ lên hết thể lực cho con này. Úi giời ơi. Úi giời ơi, là bay bay rơi đấy. Chết đấy, chết đấy. 3,6 bao nhiêu y ấy. Nó sẽ lên được rất là nhiều luôn. Julius. Thoải mái thể lực chưa anh em. Có tình yêu vào cái là chúng ta. Ôi con này thay đổi quần áo này. Anh em thấy con này thay đổi quần áo không? Oh yeah, hiệp sĩ anh em ạ. Đời nó đời lên hiệp sĩ rồi. Không ai nhớ mình luôn anh em ạ. Thể đen chán thi. Ui con voi nè. Voi bên nó có sừng luôn ạ. Sợ thật luôn ấy. Ôi bây giờ thể lực đánh cả ngày không hết luôn anh em ơi. Thể lực kìa. Nhìn xịn, nhìn sướng vãi, nhìn sướng mắt vãi nhờ. Chú yêu em, thanh niên này không biết là level bao nhiêu, chắc là cũng khủng đấy. Xem là Tuấn Hy 1991. Hay là hơn mình 1 tuổi đấy anh em ạ, đùa đâu. Ui, ép anh em ạ, ui, ông vua. Kinh vậy. Ui, Tuấn Hy 1991 hơn mình 1 tuổi và đời thì hơn mình quá nhiều luôn. Đời thứ 27 rồi. Oh my gosh, trời ơi, đời vua rồi. Không phải đời ông vua mà đời gì giáp vàng anh em ạ. Hiệp sĩ giáp vàng luôn, không phải nói nhiều nha. Không phải nói nhiều. Ôi, khủng thế nhở. Thế này thì ai chơi với bạn, bạn ơi. Thế này bạn quá khủng luôn đi. Holy shit. Bạn đời bạn cũng khủng bãi cả cứt. Đời xịn nhở. Hiệp sĩ giáp vàng. Cái này như kiểu áo giáp vàng anh em ạ. Wow, con đấm đau thế. Chứ rồi còn to quá anh em ạ. Liệu rằng tôi có chết không? Thì lại chết khá là cao. Không chết, yeah. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye. Nice sir. Hay quá.